Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DJ Lightbound. Và trước mặt mình thì đây thì chúng ta vừa có một ca combo, đó là combo Headshot và combo Fusuma D. Và trước khi trò chuyện cùng chị khách xinh đẹp ngày hôm nay, chúng ta đã dành ra một ít phút để có thể theo dõi, quan sát tình trạng trước khi mà chị sẽ trải nghiệm gì tại DJ nhé. Như chúng ta có thể thấy thì phần lông mày của chị này, phần lông mày của chị thì có khá là nhiều lông mày, tuy nhiên thì phần đầu và phần đuôi bị hụt. Ngoài ra thì những phần thừa của lông mày tẩm trưởng ra rất nhiều và lông mày không theo khuôn. Còn đối với môi thì môi của chị, chúng ta có thể thấy thì phần môi này thì thâm. Ngoài ra thì phần da môi rất là nhăn và khô. Ngoài ra thì phần lòng môi này thì nhợt nhạt này, và phần viền thì thâm nhiều. Và bây giờ thì xin mời ông kính chúng ta có thể quan sát cái sản phẩm của chị khách xinh đẹp sau khi trải nghiệm xong dịch vụ combo tại DK nhé. Vâng, dạ em chào chị. Chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Mình tên là Hương, đến từ Lạng Sơn. Mình đến từ Lạng Sơn ạ. Có phải lý do vì sao mà chị Hương lại mình biết đến DK ạ? Bạn mình giới thiệu qua. Vâng, tức là bạn của mình đã từng sử dụng dịch vụ tại bên em đúng không ạ? Và mình sẽ đặt hình ảnh trước của chị Hương ở bên cạnh để chúng ta dễ dàng quan sát với mọi người nhé. Và như chúng ta có thể thấy này, phần lông mày mới của chị. Theo như em được biết thì lần đầu là chị Hương đã sử dụng dịch vụ shading lông mày. Tuy nhiên thì khi biết DK có công nghệ mới đó là Headshot thì chị đã quyết định là nâng cấp lông mày với công nghệ mới đúng không ạ? Và như chúng ta có thể quan sát nhé, so với cái tình trạng lông mày cũ này thì phần lông mày bây giờ đã là một cặp lông mày hoàn toàn mới rồi. Phần đầu và phần đuôi đã được chuyên gia của DK xử lý. Và bây giờ sẽ đã là một cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp. Nhìn cái cách xếp sợi 3D siêu thực, rất là tự nhiên. Ngoài ra thì người nhìn không thể nào mà phân biệt đâu là sợi thật, đâu là sợi giả. Và cái điểm nổi trội của cái phương pháp này, công nghệ mày này, đó là sẽ giúp cho cái cặp lông mày của chúng ta nhìn tự nhiên hơn rất nhiều. Còn đối với môi thì sao ạ? Môi, như chúng ta có thể thấy nhé, ngày hôm nay chị đã vừa dặm lại một cái sản phẩm môi này của mình. Ngoài ra thì như mọi người có thể thấy là không hề xuất hiện cái độ sưng nề của môi. Đó, môi rất là trong, mướt. Và ngoài ra thì tất cả những cái nhược điểm của môi này đã hoàn toàn biến mất rồi. Môi nhăn, chúng ta không còn thấy dấu hiệu của môi nhăn và môi thâm nữa. Và với hai cái sản phẩm này thì sẽ hứa hẹn là sau khi bong ra sẽ rất là tự nhiên và sẽ rất đẹp. Chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi ngay trên để biết cái cảm nhận của mình hiện giờ không ạ? Mình rất hài lòng khi đến đây làm. Vậy chị có nhận xét gì về đội ngũ của DK không ạ? Đội ngũ làm việc rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và rất mong là chị sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè và người thân của mình đến để trải nghiệm dịch vụ tại DK để được xinh đẹp giống như chị. Vâng, và chúc chị sẽ xinh đẹp và trẻ trung và tươi tắn như thế này. Và nếu như mà tất cả các chị em cũng đang quan tâm đến công cụ dịch vụ Headshot và phương pháp của Sương 3D tại DK thì các chị em hãy đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage của DK để nhận được những tư vấn chăm sóc tận tình nhất. Và hiện giờ thì DK đang có chương trình giảm giá 10% tất cả các dịch vụ ạ. Và bên cạnh đó sẽ có rất nhiều những ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả các chị em yêu quý DK. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị ạ.